thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ và nhân dân Phù Cử gặp không ít khó khăn thách thức. Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động sâu sắc đến kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ. Thiên tai, dịch bệnh diễn ra bất ngờ ngoài dự đoán. Khó khăn lớn là vậy, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh. Với tinh thần phát huy nội lực, Đảng bộ và nhân dân Phù Cử đoàn kết bên nhau, chủ động bám sát mục tiêu nghị quyết đại hội và đã hiện thực hóa nghị quyết thông qua 6 chương trình, 3 đề án. Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân Phù Cử đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đây là một trong những đảng bộ tiêu biểu của tỉnh đi lên từ khó khăn. Để nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện sớm đi vào cuộc sống trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp, bàn bạc, thảo luận và đã xây dựng 6 chương trình và 3 đề án để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Chúng tôi hỗ trợ thứ nhất là về khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất trị sâu đầu, tập huấn cho toàn bộ bà con. Thứ hai là cái hỗ trợ trong cái vấn đề về tiêu thụ sản phẩm, tiếp thị hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm. Cái thứ ba là các cái mô hình hợp tác xã kiểu mới được thành lập thì huyện đều có cái cơ chế hỗ trợ bằng tiền, các cái bao bì sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa hỗ trợ cung cấp cho bà con. Một vấn đề nữa cũng rất quan trọng trong cái việc mà thúc đẩy cái nông nghiệp phát triển, đó là được sự quan tâm của tỉnh thì huyện cũng đã hỗ trợ đường giao thông ra đồng, có thể nói là khu vực chuyển đổi như vải nai, chín sớm, vải trứng, trồng cây có múi thì hiện nay chúng tôi đã hỗ trợ hơn chục km đường giao thông ra đồng. Là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng theo chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào năm 2015, hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng trên địa bàn huyện đã được củng cố và hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu, tiêu thụ nông sản của bà con nông dân. Vì thế ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bà con nông dân tích tụ ruộng đất, hình thành những cánh đồng rộng lớn để mạnh cơ giới hóa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh sản xuất. Đảng ủy ban xã đã thành lập ban chỉ đạo quy hoạch mở rộng vùng vải trứng tại Phan Xào Nam. Qua quá trình chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân thì ban đầu chúng tôi rà soát là có từ 20 đến 25 hectare. Và cho đến ngày hôm nay, chúng tôi đã mở rộng quy hoạch tuyên truyền vận động cho đến bây giờ được 8 hectare. Và phấn đấu trong năm 2020 này thì sẽ phấn đấu đến 100 hectare. Về cái vùng quy hoạch cây vải trứng thì cho đến bây giờ được huyện, tỉnh đầu tư thì đã có những tuyến đường chiều rộng là 5 mét. Thế và xe trọng tải nhỏ có thể đi vào để thu hoạch cho người dân rất thuận lợi. Do tích tụ được ruộng đất, hệ thống giao thông thủy lợi thuận tiện, vì thế mà việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã trở thành phong trào ở hầu khắp các xã thị trấn. Toàn huyện đã chuyển đổi được trên 1.600 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng vải, trồng cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi thả thủy sản. Trong đó, diện tích trồng vải trên 800 hectare, tăng 350 hectare so với năm 2016, tập trung chủ yếu ở các xã Tam Đa, Minh Tiến, Tiên Tiến và Phan Xào Nam. Hiện toàn huyện có khoảng 300 hectare cây có múi, gồm cam canh, cam hương yên, cam bố hạ, bưởi các loại, tập trung ở các xã Tam Đa, Tiên Tiến, Nguyên Hòa và Minh Tân. Toàn huyện có 182 hectare cây trồng, vật nuôi, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đối với 8 nhóm sản phẩm và đã hình thành 42 vùng sản xuất tập trung. Những năm gần đây, nói đến Phù Cử là nói đến vải lai chín sớm, vải trứng hương yên, cam, dưa lưới. Đó là những sản vật nổi tiếng của Phù Cử nói riêng, của Hưng Yên nói chung. Trồng cây cam thấy khả quan rất là tốt. Trong đó rồi mọi người trong thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa thì cũng đồng tình làm theo. Thì đến ngày hôm nay thì
thì sẽ thấy là cây cam rất là hiệu quả mà đem lại kinh tế rất là cao so với lại các cây trồng khác. Thì đến giờ thì chăm sóc kinh nghiệm thì đã được nhiều năm đúc rút và áp dụng vào, thì đến giờ thì quê hương của chúng tôi là rất thành đạt với cây cam. Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích chăn nuôi thủy sản cũng được mở rộng và phát triển với diện tích lớn trên 750 ha. Huyện đã hình thành vùng chăn nuôi thủy sản tập trung quy mô lớn. Huyện đã bước đầu thành công xây dựng mô hình nuôi thí điểm cá sông trong ao, nuôi cá trên ao nổi. Quá trình chăn nuôi đều được cơ quan chuyên môn và các hộ chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các tiến bộ kỹ thuật về giống, phòng trừ bệnh và quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Vì thế, tỷ lệ hao hụt thấp, sản lượng tăng cao, thị trường tiêu thụ đã được mở rộng ra nhiều tỉnh thành, góp phần đưa giá trị canh tác của Phù Cừ lên 175 triệu đồng một hecta một năm. Năm 2020 ước đạt 185 triệu đồng một hecta trên năm. Về Phù Cừ hôm nay, một trong những thay đổi lớn nhất đó là hệ thống đường giao thông. Ít có địa phương nào lại có một hệ thống giao thông hoàn chỉnh và đẹp như ở Phù Cừ. 100% đường thôn xóm được trải vật liệu cứng, 90 km đường ra đồng được cứng hóa phục vụ cho các vùng chuyển đổi vải, cam, thủy sản. Nhiều con đường không chỉ được trải nhựa bê tông hóa, hai bên còn được trồng hoa, trồng cây tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Việc đưa cầu La Tiến nối với tỉnh Thái Bình, đường 386, đường huyện 80 sang tỉnh Hải Dương đã tạo thuận lợi cho giao thương giữa Phù Cừ với các tỉnh lân cận và ngược lại ngày càng phát triển. Bằng nhiều nguồn vốn, sự ủng hộ của nhân dân, thời gian qua, nhiều công trình đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và đưa vào sử dụng. Nhiều công trình đường giao thông, cầu sẽ tiếp tục được hoàn thành và đưa vào khai thác như cầu Ba Đông, mạng lưới chiếu sáng quốc lộ 38B, hệ thống chiếu sáng từ thị trấn Trần Cao đi khu di tích lịch sử Cây Đa và đền La Tiến, đã tạo nên diện mạo của vùng quê vừa giàu đẹp, vừa hiện đại và văn minh. Dân của địa phương thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ này là tôi cảm thấy là nó rất thuận lợi cho đôi bên của hai tỉnh. Như riêng cầu thì dân bản là rất phấn khởi, thuần thoải mái về được đi nối lại. Mọi năm thì chúng tôi phải đi qua phà, cho nên là cái mức độ là ngày Tết ý, thì phà thì đông lắm. Thế cho nên là nhiều khi nhỡ phà mất thời gian lắm, nhưng mà riêng có cái cầu này là tuyệt vời rồi. Trước kia nó thật sự Phù Cừ là nơi nghèo. Thế cầu Tràng thì cũng cái cầu không ra cầu. Thế La Tiến phải đi đò. Nói chung thì sang Thái Bình thì đều toàn đi đò với phà thôi. Nhưng đến bây giờ là lại cầu Triều Dương, xong bây giờ lại cầu La Tiến. Nói chung là rất thông thương với lại Thái Bình, với lại Hải Dương, với Hải Phòng. Và nhất là cái đường cao tốc Hải Phòng Hà Nội. Về công tác vệ sinh môi trường, điểm nổi bật, huyện có gần 13.800 hộ thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, đạt gần 60% số hộ dân có mặt tại địa phương. Kết quả này đã giúp lượng rác thải ra môi trường của toàn huyện giảm 10 tấn một ngày so với trước. Để việc phân loại rác thải đi vào nền nếp thường xuyên, huyện Phù Cừ đã tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ mỗi gia đình 2 gói chế phẩm vi sinh. Phấn đấu đến hết năm 2020, toàn huyện sẽ có trên 70% số hộ thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ tại gia đình. Cùng với đó, nhiều hợp tác xã tổ dịch vụ thu gom rác thải ra đời và hoạt động hiệu quả. Nhiều xã đã thực hiện giảm 50% phí vệ sinh môi trường cho các hộ có lượng rác đưa ra tổ thu gom ít và hoàn toàn là rác vô cơ. Bên cạnh đó, xã còn lấy tiêu chí làm tốt việc phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình để đánh giá thi đua hàng năm. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường địa phương trong những năm qua thì Đảng ủy, Ủy ban xã thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và toàn thể các tầng lớp nhân dân làm tốt công tác phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Hai là lấy cái tiêu chí phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình để đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên và các đoàn thể cũng như vậy. Để trong những qua nhờ làm tốt các biện pháp tuyên truyền, cái lượng rác thải thải ra môi trường của địa phương nó giảm đáng kể. Ngược dòng thời gian, trở lại với những ngày đầu tiên triển khai chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tam Đa vốn là một trong những xã nghèo của tỉnh. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạt 3 trên 19 tiêu chí, song với lòng tự trọng, phát huy nội lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân địa phương, đến cuối năm 2018, xã Tam Đa đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí.
xã Tam Đa và xã Tiên Tiến đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đang cố gắng phấn đấu và hoàn thành các cái tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu và để nâng các cái tiêu chí để xây dựng nông thôn mới lên. Chúng tôi xác định là một là cái giao thông đường làng thôn xóm, và hai nữa là giao thông nội đồng, ba nữa là giao thông về các cái khu vực chuyển đổi. Khi mà giao thông đã hoàn thành rồi thì chúng tôi cũng cơ bản là tập trung vào các cái công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cái mức sống cho người dân. Sau một thời gian phấn đấu, hiện thị trấn Trần Cao đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 5. Xã Đình Cao cơ bản đã hội tụ đủ các tiêu chí. Hiện địa phương đang hoàn chỉnh thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đô thị loại 5. Sau gần 10 năm nỗ lực phấn đấu, ngày 23 tháng 7 năm 2020, huyện Phù Cừ đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Về đích sớm hơn một năm so với kế hoạch đề ra, Phù Cừ là đơn vị thứ 5 của tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Cũng do có thành tích đạt chuẩn huyện nông thôn mới, ngày 4 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Cừ. Phù Cừ ngày càng vươn mình, không ngừng đổi mới. Mỗi chúng ta khi về Phù Cừ đều ngỡ ngàng trước sự đổi thay của quê hương Phù Cừ. Diện mạo đô thị nông thôn Phù Cừ đổi mới mạnh mẽ, rõ rệt. Chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về vai trò, mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng sâu rộng, người dân ngày một hài lòng và nhận thức rõ hơn về vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. Trước hết là cho mình, cho xã hội, tâm lý trông chờ, ỷ lại và sự hỗ trợ đã giảm dần. Phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới được nhân dân huyện Phù Cừ đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia đã trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, 5 năm qua, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ được huyện đặc biệt quan tâm. Huyện đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn. Trong nhiệm kỳ, Phù Cừ đã thu hút thêm 11 dự án đầu tư vào địa bàn. Huyện cũng đã hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 cho hai cụm công nghiệp Trần Cao, Quang Hưng, Quán Đỏ, Đoàn Đào và đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Đình Cao trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Mặc dù là địa bàn có phong trào chuyển đổi mạnh, nhưng hầu hết ở các khu vực mới chuyển đổi, người dân đều thực hiện nghiêm việc không xây nhà, làm lán. Phù Cừ cũng là địa phương thực hiện quyết liệt giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp theo kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay có 805 trên 920 hộ đã và đang tự giác tháo dỡ công trình vi phạm đạt 87,5%. Cùng với đó, huyện và các địa phương đã tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo chỉ tiêu giao. Nhiều xã thay vì chờ nhân dân đến trụ sở làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đã trực tiếp xuống từng hộ để phục vụ người dân. Phân cái lịch cụ thể cho các thôn, các xóm, làm với các hộ gia đình. Đặc biệt là đồng chí chủ tịch, phó tịch, cán bộ địa chính là xuống sâu sát đến cơ sở, làm đến từng hộ dân. Sau đó thì phối hợp với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của huyện, phòng tài nguyên môi trường là mời các ông chí về xã để trực tiếp tổ chức cái hội nghị xét duyệt tại xã, để tránh cái tình trạng là hồ sơ mang đi mang lại nhiều lần. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế những năm qua, Phù Cừ còn đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục và đào tạo. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Huyện đã trích kinh phí trên 100 tỷ đồng để xây mới và đưa vào sử dụng thêm 182 phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng. Hàng trăm phòng học được cải tạo nâng cấp, Phù Cừ được đánh giá là địa phương đi đầu của tỉnh về đầu tư cải tạo làm mới các công trình phụ trợ, tường bao, sân chơi, lán xe, nhà vệ sinh, bếp ăn, hệ thống ánh sáng lớp học, phục vụ có hiệu quả việc dạy và học. Cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng một cách đồng bộ, gồm có 10 phòng học bộ môn, 6 phòng học chức năng. Đặc biệt là khu vệ sinh thì cũng được rất là khang trang.
Và đây cũng là một trong những cái cơ sở vật chất mà tác động rất lớn tới cái việc nâng cao chất lượng. Phát huy những tiềm năng và lợi thế của huyện, trong những năm qua, Phù Cừ còn đặc biệt quan trọng đến phát triển du lịch tâm linh. Một trong những địa điểm thu hút được nhiều đoàn khách, du khách, đó là khu di tích Cây Đa và Đền La Tiến, nơi tưởng niệm vong linh 1.145 anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào ta đã bị thực dân Pháp giết hại. Đền La Tiến cũng là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày nay đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân ta. Năm 2016, đền thờ Cây Đa La Tiến đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Di tích lịch sử Cây Đa và Đền La Tiến, di tích lịch sử Đền Tống Chân đã được phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử. Cùng với kế hoạch triển khai, khai thác nguồn nước nóng tại xã Tống Chân, các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch để phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái. Đây sẽ là tiền đề để Phù Cừ phát triển du lịch dịch vụ trong tương lai. Những năm qua, công tác an sinh xã hội được cấp ủy chính quyền từ huyện xuống cơ sở đặc biệt quan tâm thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm 1,48% trên năm. Các chế độ, chính sách được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Hàng năm, lãnh đạo huyện, xã, các tổ chức đoàn thể thường xuyên tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng vào các dịp lễ Tết, phối hợp hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 94 người có công và 191 hộ gia đình nghèo có khó khăn về nhà ở với số tiền trên 10 tỷ đồng. Trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, các lực lượng đã chủ động có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập khu vực phòng thủ các xã thị trấn, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hàng năm, huyện luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao quân. Vai trò và chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân được nâng cao, công tác giám sát chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp có nhiều đổi mới, khắc phục được tính hình thức. Công tác giám sát theo chuyên đề được chú trọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đang đặt ra. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân các cấp có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả. Các hoạt động cải cách hành chính được triển khai khá đồng bộ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được đẩy mạnh, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm văn bản hành chính trong chỉ đạo, điều hành. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Công tác xây dựng Đảng cùng với triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và kết luận của Trung ương, của tỉnh ủy. Đảng bộ các cấp đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, xây dựng các kế hoạch, chỉ đạo và triển khai công tác phòng chống tham nhũng trong từng đơn vị, nhất là đối với các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến an ninh trật tự, các vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Có thể khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng bộ và nhân dân Phù Cừ đã giành được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều mục tiêu và đích sớm hơn so với kế hoạch. Những kết quả ấy đang trở thành nền tảng, nguồn cổ vũ động viên để Đảng bộ và nhân dân Phù Cừ sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Hưng Yên. Phù Cừ vẫn phải xác định nông nghiệp là chủ công và tiếp tục để nông nghiệp Phù Cừ phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở thực tiễn của Phù Cừ thì chúng tôi đề ra các cái đề án và các chương trình cho khóa 20-25 tập trung vào các xã nông thôn, nâng cao nông thôn kiểu mẫu. Thì ở mỗi khu dân cư thì chúng tôi có một cái cụm dân cư kiểu mới. Chúng tôi tiếp tục là kêu gọi đầu tư vào hai cụm công nghiệp đã được phê duyệt. Cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng, cụm công nghiệp Quán Đỏ Đàn Đào
Thế và đường hoàn thiện các thủ tục cụm công nghiệp đỉnh cao. Thế trong nhiệm kỳ thì kêu gọi các nhà đầu tư nấp đầy được ba khu công nghiệp, cụm công nghiệp này thì di tích đền và cây đa La Tiến và di tích đền Thống Chân Quốc Hoa đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa vào nghị quyết. Thế và cũng đã phân bổ vốn. Thế hướng tới đây sẽ đầu tư nâng cấp để xây mới đền và cây đa La Tiến và đền Thống Chân Quốc Hoa. Thì đây là hai cái địa điểm tâm linh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói chung và huyện Phù Cử nói riêng. Với khát vọng vươn lên từ chính khó khăn, hy vọng Đảng bộ và nhân dân huyện Phù Cử sẽ tiếp tục đoàn kết bên nhau, phát huy nội lực sáng tạo, biến những khó khăn thành những cơ hội, những lợi thế để sớm đạt được những mục tiêu đề ra, xây dựng Phù Cử trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, một vùng quê đáng sống ở Hưng Yên.